còn một 6 năm mới về nha cả nhà, vừa về luôn. Máy mạnh lắm, máy còn ngon hơn chiếc M160 đợt trước luôn. Giả côn bắt đầu xe chạy luôn á, đang đi tầm nhanh nhất này. Cái này là không phải cabin zin đâu nhá, cabin này là cabin độ. Chắc cái này nếu mà thấy là chắc chỉ có vỏ cabin này chạy nguy hiểm lắm, nó vỡ kính ra rồi này. Để vàng đây này, các bác xem nhá, đạp ga này. Này, đạp ga này, nhấc này. Nó 6 cửa số nhé, nó giống như kiểu cửa số vả của xe Hyundai. Xe Hyundai nó cũng xài cửa số vả như vậy. Có chiếc GL33 mới về nó kìa, cabin máy lạnh nhé. Đó. Em nói chất lắm, để mình xuống mình cho các bác xem có máy. Lên. Cửa chế mà xe cabin chế mà nhìn như kiểu cabin tiệt luôn. À, các bác xem máy này. Máy đẹp lắm. Quên đi luôn. Nó nằm bị rung. Nó còn rung cái chỗ nào đấy. Và máy móc này êm. Con này 3 máy nhá. Trong bờ 1 này hầu như toàn bộ 3 máy hết. Máy mạnh lắm. Giận ghê thế đấy. Lốp trước lốp sau đều đẹp hết nhá. Máy thịt lực luôn. Rồi, mình quay sơ thôi, cho các bác xem qua tổng thể em nó này. Đó. Rồi, chào các bác nha.